À, xin chào vị trả lời chương trình trực diện TV. Thì cái cuộc biểu tình hiện nay ở bên Thái Lan đang là cái chủ đề mà được rất là nhiều người quan tâm. Lần này đó thì với cái sự phát động của cái giới sinh viên và những ngày cuối tuần vừa qua thì có thể nói là nó lên tới đỉnh điểm. Và các cái báo cáo cho thấy rằng ở thủ đô Bangkok trong cái ngày 17 tháng 10 năm 2020 vừa qua là gần như là bị tê liệt bởi cái hệ thống giao thông đó, làm người ta đã với cái số người mà đi biểu tình quá đông, có thể nó hàng chục ngàn người xuống đường. Thì cái số liệu các báo chí họ nói rất là khác nhau, có báo thì nói khoảng chừng 10.000 người, có báo thì nói 12 13 ngàn, có khá báo thì nói là 17 18 ngàn. Thì không có ai biết chính xác là bao nhiêu, tuy nhiên thì cái số lượng có lẽ là càng lúc nó càng đông hơn. Đây là một cái thách thức không nhỏ đối với cái chính quyền hiện nay của phía bên Bangkok. Và những người biểu tình họ xuống đường đó, họ bất chấp luôn các cái luật lệ theo cái kiểu là quy định của chính phủ về việc là cấm tụ tập đông người, vì cái việc mà cấm biểu tình hay là trong cái trường hợp gọi là khẩn cấp thì họ vẫn xuống đường, họ vẫn cứ biểu tình. Đến nỗi là cái hệ thống tàu điện của thành phố Bangkok đã bị đóng cửa khắp thành phố khi mà những người biểu tình tập trung tại nhiều cái địa điểm. Và ở một số nơi chúng ta thấy là đã có những cái tình trạng giống như là họ làm ảnh hưởng tới cái đoàn xe của ông quốc vương và chở theo hoàng hậu đi theo nó. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó thì đối với luật pháp của phía bên Thái Lan đó, đó là một cái trọng tội và sẽ bị xử lý hình sự, và người ta nói là cái mức án có thể lên tới tù chung thân chứ không phải là ít. Và các cái cuộc biểu tình đã kéo hàng chục những cái ngàn người để mà xuống đường. Nhiều người thì vẫn đang là học sinh, bởi vì đây là cái phong trào do giới sinh viên phát động đầu tiên. Và để cái yêu cầu của cái đoàn biểu tình này bây giờ họ đưa ra đó là yêu cầu ông thủ tướng Prayut Chan-o-cha, là một cái người từng là nhà cầm quyền á ở trong cái quân đội, phải từ chức, bởi ông ta xuất xứ là một cái quân nhân. Trong cái cuộc đảo chánh bà Yuen Luk á hồi năm 2014 thì ông ta là cái người đứng đầu ở trong cái lực lượng đó. Và khi mà đảo chính xong xuôi thì ông ta đã tạm quyền giữ chức là thủ tướng, rồi sau đó thì tiến hành các cái cuộc bầu cử hồi năm ngoái, tới năm 2019. Và với một cái sự chuẩn bị khá là chặt chẽ, rồi ông ta ban hành theo những cái quy định luật lệ các thứ, là xây dựng cho mình theo cái kiểu là củng cố các cái chính quyền. Sau đó thì cuộc biểu bầu cử năm 2019 thì người ta nói rằng có rất là nhiều các cái vấn đề trong đó. Và phía bên những người mà đấu tranh dân chủ nhân quyền ở bên Thái Lan thì họ nói là họ không đồng ý với cái chính quyền đó, và họ chống lại kể cả các cái chế độ dân chủ quân chủ nữa. Tức là họ tố cáo rằng một cái nhà vua hiện nay đó, nhà vua này thì có không phải như ông vua cha. Ông vua cha là có công đóng góp cho cái đất nước của Thái Lan, còn cái người này là người trẻ mà lại ham chơi và sống ở bên nước ngoài nhiều hơn, nhất là trong cái cơn đại dịch như thế này. Ở trong nước Thái Lan nhiều dân cũng còn rất là nghèo, nhiều người sống dưới cái mức nghèo khổ nữa mà phải chống chọi với cái cuộc sống rất là khó khăn, thì ông ta lại sống rất là xa xỉ ở bên nước Đức cùng với rất là nhiều người tùy tùng và nhiều cái mỹ nhân ở bên cạnh nữa. Thì những hình ảnh đó mà dội về đất nước thì rõ ràng là người dân Thái Lan họ rất là bực bội. Và kể cả các cái luật lệ hiện giờ đó họ quy định rất là khắt khe khi mà cấm người dân không được nói đụng chạm đến hoàng tộc hoặc là nói đụng chạm đến nhà vua. Thì chính vì những cái điều này họ thấy rằng và rõ ràng là cái luật lệ đó của phía bên Thái Lan nó bị rất là nhiều nước trên thế giới họ lên án, ngay cả những người Việt Nam của chúng ta khi nói về những cái điều đó cũng với cái thái độ là chúng ta rất là cười chê. Bởi vì một cái người mà ví dụ như cái chế độ quân chủ thì ở trên thế giới này có khá nhiều các cái chế độ quân chủ chứ không phải riêng Thái Lan thôi. Ví dụ như ở bên Nhật cũng gọi là có nhà vua, ở bên Anh hay là nhiều cái nước khác thì họ không có làm như thế, họ cũng vẫn có những cái sự chỉ trích nhưng mà mức độ nó sẽ như thế nào, chứ không phải là cái phạm vi họ cấm nó rộng hơn, chứ không phải như là Thái Lan. Thái Lan mày thấy nó đụng chạm tới một chút có thể là bị án nhiều năm tù. Chính vì cái điều này bây giờ á, cái thông điệp đưa ra trong cái giới biểu tình lần này họ cũng muốn nói rằng là không phải là họ đòi hỏi xóa bỏ cái vai trò quân chủ, bởi vì Thái Lan họ ghi rất là rõ trong hiến pháp là họ là một cái chế độ quân chủ lập hiến, họ vẫn chứ không phải là một cái chế độ quân chủ thuần túy. Cho nên á, là những người biểu tình họ nói rằng họ muốn là phải hạn chế bớt các cái quyền hạn của nhà vua và có những cái quy định chặt chẽ hơn, chứ không để mà nó trao quá nhiều quyền như thế.
Và ông vua sống một cái cách là xa xỉ hoặc là sử dụng quá nhiều các cái tài nguyên tài sản của quốc gia thì không thể nào chấp nhận được. Và cái cuộc mà đưa ra những cái điều đó đó thì ở phía bên chính quyền của Thái Lan, và ngay cả trong cái cuộc biểu tình họ cũng đưa ra những cái thông điệp và nói rằng các ông thủ tướng á, hiện thời phải từ chức, theo kiểu là phải đưa ra xây dựng một cái hiến pháp mới nữa, và hiến pháp đó phải dân chủ hơn chứ không phải một cái hiến pháp áp đặt giống như là hôm trước tới nay của phía bên chính phủ đưa ra. Và ở phía bên chính phủ thì ngay cả ông thủ tướng thì nói rằng ông ta không từ chức. Ông ta đã trình bày và cái tờ Reuters cũng đã viết trở lại và nói rằng ông ta không có lý do để mà từ chức hoặc là rời bỏ các chức vụ trong cái lúc này, và còn nói ngược lại là phía bên người biểu tình là đang vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị, và nếu như là pháp luật sẽ không có dung tha cho bất cứ người nào. Và đã thấy rồi những cái hình ảnh là những cái lực lượng cảnh sát đó họ đã sử dụng vòi rồng đó để mà xịt thẳng vào những cái người biểu tình, trong khi là hàng chục ngàn người biểu tình như thế thì cái vòi rồng đó nước đó, nó được tưới thẳng vào trong những cái người biểu tình đó để mà giải tán họ. Và người biểu tình thì họ tố cáo, họ nói rằng ở phía bên chính phủ sử dụng những cái nước đó đó hình như là có pha cái chất hóa chất gì trong đó làm cho người biểu tình cảm thấy cay mắt. Và thực tế thì họ có hiệu quả là những cái người mà tổ chức của cái cuộc biểu tình đã yêu cầu nên giải tán về nhà và sẽ tập kết trở lại để mà có những cuộc tình lớn hơn. Và chúng ta thấy rằng là chính phủ Thái Lan đã cấm tất cả các cái cuộc tụ tập chính trị từ 5 người trở lên, thì cảnh sát đã đến thời điểm này thì họ nói là họ bắt giữ khoảng chừng 50 người. Nhưng mà những cái tin tức đưa ra nó rất là khác nhau, có người có chỗ nói là khoảng chừng 20 người, có người là nói 40 người, bây giờ thì có báo thì nói là 50 người, bao gồm kể cả một số các cái thủ lĩnh của cái cuộc biểu tình nữa. Những người mà đứng chóp bô, những người mà hoạt động mạnh mẽ đó trong cái cuộc biểu tình đó thì coi như đã bị bắt. Và chính là những cái sự bắt bớ này thì lại tạo nên cái cớ nữa, những người biểu tình họ đã đưa ra các cái yêu sách là yêu cầu phải thả những người đó. Thì cứ bây giờ cầu cưa với nhau, và gần như càng lúc á nhiều người họ không còn sợ các cái lệnh cấm của chính phủ. Thí dụ như trong cái cuộc biểu tình rồi trong cái lúc mà tan mà giờ đi làm về đó, thì nhiều người mà họ đi trên đường họ đi làm về họ cũng tụ tập vào, họ gia nhập vào các cái đoàn biểu tình luôn theo cái kiểu là bị lôi kéo vào, và nó tạo ra những cái điều rất là khó lường cho phía bên chính phủ hiện nay. Và ông thủ tướng Thái Lan là ông Prayut Chan-o-cha là nhất quyết rằng ông ta không từ chức và yêu cầu các cái người biểu tình phải thực hiện theo pháp luật và phải giải tán. Và ông ta nói rằng ông ta không có lý do để mà bỏ cuộc, chính phủ phải sử dụng một cái sắc lệnh khẩn cấp để mà vãn hồi lại cái trật tự. Và những cái lệnh cấm như thế này được cho rằng nó đã phải có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên thì một số những cái quan sát viên ở bên ngoài đó và một số báo chí bình luận thì nói rằng là cái việc mà ông thủ tướng Prayut mà đưa ra những cái quy định khắt khe hơn có khi là đổ dầu vào lửa và càng làm cho cái cuộc biểu tình nó có thêm những cái cớ để mà tiếp tục nó dâng lên cái biểu tình. Thì trở lại cái vấn đề biểu tình thì tại sao có cuộc biểu tình, bởi vì sau khi mà đảo chính bà Yunlut năm 2014 đó, thì phía bên cái chính phủ tạm thời gọi là lâm thời đó họ rất là hữu hiệu khi mà họ đưa ra rất là nhiều các cái biện pháp để mà cấm cái việc mà tụ tập, cấm biểu tình, và họ sử dụng cái hệ thống của quân nhân, quân lực để mà kiểm soát toàn bộ các cái bộ máy hay là cái vận hành của đất nước Thái Lan. Và đất nước Thái Lan tuyên bố hay nói chung là họ vận hành theo cái kiểu là họ dân chủ và họ có bầu cử tự do, họ có đủ thứ hết. Tuy nhiên thì sau cuộc đảo chính đó đã bị nhiều nước, ngay cả những cái nước gọi là đồng minh của Thái Lan đi nữa, họ cũng lên án rất là nhiều, họ nghi ngờ và họ kêu gọi Thái Lan sớm đưa ra các cái cuộc bầu cử dân chủ các thứ. Nhưng mà mãi đến năm 2019, tức là cách đây đúng một năm, thì Thái Lan bắt đầu mới có cuộc bầu cử đó. Tức là cái giới chức trong quân đội thực hiện các cái cuộc đảo chính bất hợp pháp, họ đã giữ cái chính quyền đó trong vòng hơn 5 năm trời. Và cái điều này đã gây một cái ức chế đối với những cái người dân của Thái Lan. Nhưng mà đó không phải là cái lý do chính để mà bộc phát các cái cuộc biểu tình gần đây.
Và cái cuộc biểu tình gần đây đó cho thấy rằng là bởi vì hồi tháng 2 năm nay đó thì sau khi mà tòa án ra lệnh giải thể một cái đảng đối lập, và một cái đảng phái này thì nó rất là còn non trẻ thôi, nhưng mà nó lại thắng cử, hay không phải thắng cử mà nó có cái số lượng người đó, một cái thành viên là đứng thứ ba trong cái quốc hội của Thái Lan vào hồi năm 2019. Cái đảng có mang tên là Future Forward Party, tức là FFP. Thì cái đảng này là gọi là cái đảng theo đường lối dân chủ, và cái đảng này thì rất là được lòng các cái giới trẻ, bởi vì nó mang cái chiều hướng nó là hướng tới tương lai. Cho nên là cái đảng này thì sau khi mà thắng chiếm cái vị thế gọi là thế lực thứ ba ở trong trong đảng đó, có lẽ là vì cái vị thế đó cho nên là chúng ta thấy cái cuộc biểu tình thường đưa lên là ba ngón tay, chắc có lẽ là cái mục tiêu như thế. Thì các cái cuộc biểu tình á, sau khi mà có cái quyết định phán quyết là giải thể cái đảng đó, thì những cái người mà họ ủng hộ họ rất là bực bội, họ nói rằng đây là cái trò chơi chính trị và có là đàn áp những cái thế lực dân chủ ngôi lên của phía bên Thái Lan. Chính vì cái điều đó các cuộc biểu tình đã trở lại mạnh mẽ, và hồi tháng 6 á, sau khi mà cái sự kiện một cái nhà hoạt động dân chủ mà rất là nổi tiếng của Thái Lan, tức là cái người mang tên là Wanchaleam Sasasis, là cái người này đó trong cái cuộc biểu tình lần trước ủng hộ cho cái bà Yunlub và đã bị coi như là phải lưu vong và sang sống ở bên Campuchia. Nhưng mà hồi tháng 6 đó thì cái người đàn ông đó đã bị mất tích ở bên Campuchia, và những cái người biểu tình, những cái người mà ủng hộ cho cái nhà hoạt động dân chủ này đó thì lại nói rằng là phía cáo buộc rằng chính phủ của Thái Lan đã tổ chức các cái cuộc bắt cóc để mà đưa cái người này đi đâu rồi, cho nên là bây giờ người ta nói rằng là cái chính phủ Thái Lan phải chịu trách nhiệm. Cho nên là đó giống như là những cái giọt nước tràn ly, nhất là cái đảng phái mà họ ủng hộ bị tòa tuyên là coi như là giải tán. Còn rồi thêm nữa là một cái người mà hoạt động dân chủ rất là nổi tiếng lại bị mất mất tích. Cho nên là hồi tháng 7 đã có các cái cuộc biểu tình thường xuyên xảy ra trên đường phố do giới sinh viên họ bắt đầu họ họ dẫn đầu, họ yêu cầu này kia cái nọ, và những cái lời lẽ càng lúc càng lớn hơn, và những cái điều đó họ bất chấp pháp luật luôn, tức nghĩa là họ chấp nhận rằng có thể bị bắt, có thể bị xử lý hình sự, bởi vì khi mà nói chuyện ở nhà vua thôi đó, bình luận về nhà vua này kia cái nọ thôi cũng có khi đã bị tù rồi, chứ đừng có nói chi mà yêu cầu nhà vua phải bỏ bớt các quyền hạn đi hoặc là siết lại này kia nọ, thì những cái điều đó là một điều rất là cấm kỵ ở bên Thái Lan. Và người biểu tình đòi hỏi thì thủ tướng Prayut, người từng là lãnh đạo quân sự, phải phải từ chức nữa. Cho nên là các cái việc mà ủng hộ như thế này đó, chúng ta thấy rằng các cuộc biểu tình càng lúc đó, có thể là bị nó càng lúc nó càng nhiều hơn. Và Thái Lan đó là một cái nước gọi là đi theo hướng dân chủ và một cái đồng minh của Hoa Kỳ, chúng ta thấy rằng Thái Lan á, một cái đồng minh rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ, theo cái kiểu là Hoa Kỳ dùng cái từ là khối đồng minh không thuộc NATO đó, thì là đây là một cái tổ chức liên minh quân sự đàng hoàng với Hoa Kỳ nhằm để tăng cường các cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên khắp trên thế giới, và những cái thành viên mà này đó là có thể nói là một cái đồng minh của Hoa Kỳ để mà nhằm giúp cho làm cái hậu phương của Hoa Kỳ trong cái việc mà tham chiến chống lại các cái cuộc xung đột trên khắp thế giới, đặc biệt là những cái sự bất ổn, ví dụ như ở bên Bắc Phi hay là ngay cả trong các cái vấn đề mà Trung Đông, cái hồ sơ Trung Đông gần đây cũng vậy nữa. Chúng ta đã thấy cái sự có mặt của quân đội Thái Lan ở rất là nhiều điểm nóng trong cái việc mà gọi là gìn giữ hòa bình, hoặc là họ là cái khối gọi là đồng minh không không thuộc NATO này của bên Hoa Kỳ. Và giữa Hoa Kỳ với Thái Lan á, có một cái sự mà gắn kết rất là chặt chẽ. Thì điểm một chút về cái việc mà thành viên của các cái nước mà nằm trong cái khối gọi là không thuộc NATO đó, thì khối NATO thì chúng ta đã biết rồi,
Còn những cái thành viên mà không thuộc khối NATO, ví dụ như là chúng ta thấy là nước Úc nè, nước Ai Cập, nước Israel, Israel này khỏi nói rồi, và bạn rất là thân với Hoa Kỳ và như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan, New Zealand và Argentina, rồi ở Bahrain, Đài Loan. Đài Loan cũng là một cái đồng minh với Hoa Kỳ. Philippines, ở trong vùng Đông Nam Á thì có Philippines với Thái Lan, và Kuwait, Maroc, Pakistan, Afghanistan, Tunisia. Và cái nhiệm kỳ của ông thời ông tổng thống Donald Trump, tức là năm 2019, thì Hoa Kỳ đã kéo nước Brazil vào luôn, và cũng là một cái đồng minh không thuộc khối NATO của Hoa Kỳ. Thì thật ra thì có lẽ là cũng vì cái chiến lược của Hoa Kỳ trên nhiều nước trên thế giới, và trong cái thời ông tổng thống Donald Trump, có khi ông ta muốn kéo Việt Nam chăng, hay là kéo một số những cái nước nào nữa. Nhưng mà ở Việt Nam thì rõ ràng là Việt Nam đó là không có liên kết với bất cứ nước nào, nhất là liên kết về quân sự để mà mục đích là nằm chống ở nước này nước kia. Do đó là Việt Nam sẽ chắc chắn không có tham gia vào những cái tổ chức như thế này. Tuy nhiên thì với cái vai trò của Thái Lan đó, họ rất là lớn, và cũng nền kinh tế của Thái Lan chúng ta biết rằng dân số chỉ có khoảng hơn 60 triệu người thôi, và Thái Lan là một nền kinh tế lớn thứ nhì ở vùng Đông Nam Á, họ chỉ thua cái đất nước Indonesia thôi. Thí dụ như chúng ta thấy là cái GDP hàng năm của Thái Lan đó, nước họ chỉ bằng hơn phân nửa của Việt Nam dân số thôi. Việt Nam thì khoảng 100 triệu, Thái Lan khoảng 63, 64 triệu. Nhưng mà họ có cái thu nhập quốc dân hình như là năm rồi là khoảng chừng 510 tỷ đó. Còn ở Việt Nam thì cũng khoảng 300 tỷ thôi. Và năm nay mặc dù là IMF họ xác định rằng Việt Nam có thể lên 340 tỷ, mặc dù có 340 tỷ cũng còn thua Thái Lan rất là nhiều. Thái Lan cũng được xác định là một cái nước phát triển, tức nghĩa là không phải là phát triển mà là một cái chưa phải đi vào các cái nước phát triển cao. Tuy nhiên thì Thái Lan là một cái đất nước nó vượt trên các cái nước đang phát triển, nhưng mà nó nằm ở giữa, họ chưa vào các cái nước phát triển, và cái thu nhập quốc dân của họ thì khá tốt. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái sự phát triển về xuất khẩu hay các thứ này kia cái nọ thì rõ ràng là Thái Lan họ họ đã đi trước Việt Nam. Và trong cái thời điểm mà chúng ta các cái chỉ số về phát triển về quyền con người, hay là chỉ số về các cái kinh tế, hoặc là cái GDP trên danh nghĩa, GDP thực tế về các thứ, thì ở Thái Lan thật ra nó rất là tốt, nó vẫn nhỉnh hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Đó là một cái số mốc mà chúng ta nghĩ rằng thời gian tới Việt Nam mới có thể là đạt được. Nhưng mà về cái chính trị đó thì chúng ta thấy rất là bất ổn, và chính vì cái sự bất ổn này đó là nhiều nước họ tố cáo rằng là Thái Lan đó, họ xây dựng một cái chế độ quân chủ thì không ra quân chủ, mà dân chủ thì không ra dân chủ, một cái kiểu mà nửa voi nửa dơi nửa chuột, cho nên là nó rất là quái đản và nó cứ tiềm ẩn những cái bất ổn. Bởi vì lúc nào cũng có hai cái lực lượng đối lập, mà chúng ta nghe rất là nhiều về cái việc mà áo vàng với áo đỏ, cứ không có một đời mà thủ tướng nào mà làm lâu dài hết trơn á. Trong vòng 20 năm rồi đó, họ đã biểu tình và họ đã lật đổ bao nhiêu các cái vị thủ tướng, chúng ta thấy rất là rõ. Có nhiều vị thủ tướng đứng trước các cái nguy cơ bị truy tố, bị khởi tố, thậm chí là có thể bị đi tù nữa. Cho nên là làm chính trị ở Thái Lan rất là nguy hiểm. Có thể nói là không biết bị đảo chính lúc nào, bị đem ra làm thịt lúc nào hết. Và chính vì cái sự bất ổn đó, nó đã kìm hãm các cái sự phát triển của Thái Lan. Nếu như mà Thái Lan họ mà dân chủ hơn, hoặc là họ làm nó ổn định chính trị hơn, có lẽ Thái Lan đã họ vượt bậc trước nữa rồi. Chúng ta thấy rằng Thái Lan họ có một cái nền móng về cái kinh tế đó, nó rất là vững, rất là tốt, không có thua gì ở bên Hàn Quốc hết. Nhưng mà chính vì cái chính trị của họ đó nó quái đản, cho nên là họ cứ bị là đà, nhất là trong năm nay đó, khi mà bị cái dịch Covid-19, cái tỷ trọng trong cái việc mà phát triển du lịch đó, nó đóng cái vai trò rất là lớn trong cái nền kinh tế của Thái Lan, nhưng mà năm nay họ bị ảnh hưởng, người dân Thái Lan họ họ bị khó khăn. Và cái tỷ lệ về cái người nghèo đó thì một số những cái khu vực nó cũng bị ảnh hưởng. Thì chính thức là Thái Lan là được xếp là một cái nước công nghiệp mới, theo đúng cái từ từ mà chúng ta hiểu đúng theo cái cách sắp xếp đó, thì một nước công nghiệp mới, và họ sản xuất lắp ráp và chế tạo các cái hàng hóa công nghiệp để mà xuất khẩu, và các cái mặt hàng nông nghiệp, nhưng mà họ mạnh trong lĩnh vực du lịch nữa, và đó là những cái đóng góp rất là lớn trong cái nền kinh tế của Thái Lan.
Và khi mà chúng ta đi du lịch ở Thái Lan, chúng ta thấy rất là rõ người ta chăm chút và họ hoạt động cái công nghiệp, gọi là công nghiệp du lịch luôn, nó rất là hoàn thiện và cái kiểu nó khép kín nữa, từ các cái khâu nó rất là chuyên nghiệp. Chính vì cái điều đó thì rất là nhiều du khách, thậm chí ở bên châu Âu hay châu Mỹ, họ muốn họ đến Thái Lan rồi họ muốn đến nữa. Và bây giờ thì trước những cái sự bất ổn đó, có những cái lúc biểu tình họ làm tê liệt luôn cái sân bay, tê liệt luôn đường phố, và cho nên là cái sự làm ăn á, của nhiều nước á, họ cảm thấy là họ rất là ngại, nhất là ở thủ đô Bangkok. Thủ đô Bangkok thì không có biết chuyện gì xảy ra. Và nước Mỹ đó, mặc dù là một đồng minh với Thái Lan, và trong những năm gần đây đó nước Mỹ chỉ trích rất là nhiều về Thái Lan, và khi đánh giá các cái vấn đề này vấn đề khác, người ta nói về vấn đề nhân chủ nhân quyền ở Thái Lan vẫn là một cái cục, vẫn là một cái dấu hỏi, vẫn làm những cái điều chỉ trích rất là thường xuyên. Bởi vì và có những cái lời kêu gọi Thái Lan nên tổ chức các cái cuộc bầu cử sớm hơn đi, và đưa ra vấn đề kia, nhất là trong những năm mà từ năm 2014 đến năm 2019, cái chính phủ tạm thời gọi là lâm thời đó đó, họ cứ ầu ơ dí dầu và họ cứ cố tình để mà kéo dài ra để mà củng cố các cái quyền lực, xong rồi mới cái tổ chức các cái cuộc bầu cử để lái quần chúng đi vào các cái việc bỏ phiếu cho mình, cho nên là cái cuộc bầu cử đó đã bị chỉ trích. Và bây giờ thì nếu mà nói về cái căn cơ đó, cái căn nguyên của cái cuộc mà mâu thuẫn này, thì rõ ràng Thái Lan họ vẫn cứ tiếp tục như thế, và không biết rằng những cái yêu cầu của những cái sinh viên á bây giờ là nó lan rộng ra quần chúng như thế. Và những cái yêu cầu đó thì chúng ta thấy là theo cái xu hướng dân chủ thì nó có phải là hợp pháp hay không, và nó có phù hợp với ý muốn của nhiều người dân Thái Lan hay không, khi mà họ nói rằng cần nên hạn chế bớt các quyền hạn của phía bên nhà vua, và cũng như là có những quy định rõ ràng hơn, hoặc là những cái luật lệ mà nói rằng xúc phạm nhà vua một chút xíu này kia cái nọ là bị xử phạt rất là nặng đó, thì nên dẹp bớt đi, thí dụ vậy. Và chính phủ hiện giờ đó phải nên từ chức để mà xây dựng một hiến pháp mới, nó dân chủ hơn nữa, nó phải rõ ràng hơn, nó phải đa dạng hơn chứ không phải như vậy. Và cái việc mà cứ lợi dụng vào cái quyền hạn của mình để mà ép buộc những cái tiếng nói đối lập hoặc là đảng đối lập các thứ này kia cái nọ, thì một cái điều đó là không thể nào chấp nhận được. Và chúng ta cũng thấy rõ là ở Thái Lan cứ xảy ra những cái sự bất ổn đó, khi mà bất ổn chính trị nó sẽ kìm hãm cái sự phát triển kinh tế, chắc chắn một điều như thế, và nó làm cho các nhà đầu tư họ họ không muốn ở Thái Lan. Đã có rất nhiều các cái doanh nghiệp họ hồi xưa đó họ đầu tư Thái Lan, bởi vì Thái Lan có một cái thị trường mở và có một cái cơ chế, có một cái chỉ số tự do kinh tế cũng khá cao, người dân ở nơi đây cũng rất là hiền hậu và rất là cần cù, họ rất là giỏi nữa, cho nên là cái sự đầu tư họ muốn vào cái thị trường đó, họ làm, họ sản xuất và họ bán ngay tại thị trường đó và để mà xuất khẩu nữa. Tuy nhiên sau thời điểm mà có lẽ nó bây giờ nó cũng đã bão hòa rồi, nó cũng đã đủ rồi, cho nên là nhiều khi người họ lại muốn vào cái thị trường khác, ví dụ là thị trường mới như là ở bên Việt Nam hay là ở bên Ấn Độ hay là nhiều cái nước khác. Chính vì cái điều đó ở Thái Lan họ nói bây giờ cần phải cải tổ rất là nhiều, kể cả về kinh tế, kể cả về chính trị. Tuy nhiên thì trở lại cái vấn đề thuộc về cái cuộc biểu tình đó, thì bây giờ nhiều nước họ chỉ đứng quan sát thôi, họ quan sát và họ cứ nói rằng ở Thái Lan là phải nên sắp xếp để mà ổn định lại các cái trật tự. Nhưng mà ở phía bên chính quyền họ có dám ra tay mạnh hơn hay không, đó là một câu hỏi. Nếu như mà bây giờ mà bắt bớ nhiều quá đó, thì bắt bớ đã 40 50 người rồi, thì bắt ớ nhiều hơn nữa, đem ra xử ra phạt hoặc là xịt nước hoặc là đàn áp biểu tình gì đó, thì chắc chắn một điều rằng những hình ảnh đó nó sẽ đi ra bên ngoài. Thì có một cái điều rất là lạ là trong cái cuộc biểu tình lần này, chính phủ cũng cấm luôn những người biểu tình không được phát tán những cái hình ảnh hay là đưa những cái tin tức biểu tình đó ra bên ngoài, theo cái kiểu là đưa lên trang trang mạng hoặc là theo kiểu tố cáo này, cái đại loại như vậy thì cũng bị cấm luôn nữa. Đó là một cái điều rất là lạ, bởi vì một cái xứ sở gọi là đi theo cái dân chủ nhưng mà có những cái sự kiểm soát. Và ở phía với anh chính phủ có lẽ là có làm cái thiết quân lực hay không, theo kiểu là đưa lực lượng quân đội ra để mà giảng hòa trật tự hay không, thì hiện giờ thì chưa thấy và cũng chưa nghe ai tuyên bố về những vấn đề này, nhưng mà thời gian tới không biết là làm sao. Tức là trước cái luật, cái quy định của cái sắc lệnh của ông của chính phủ đó yêu cầu là phải
trong cái trường hợp này gọi là giới nghiêm đi, thì những người mà biểu tình không được xuống đường, mà nếu như xuống đường thì họ sẽ làm gì? Nếu mà xuống đường đông quá không lại bắt hoặc là như thế nào, thì chúng ta phải chờ đợi để mà coi thử coi cái thời gian tới nó sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng á, kết luận một điều rằng làm cái xứ gọi là dân chủ như Thái Lan là một xứ dân chủ nửa dơi nửa chuột, nó không ra gì hết. Nó không có phải là chuẩn trực mực. Nếu mà nó chuẩn mực thì nó không có gây ra những sự bất ổn như thế. Cái cuộc biểu tình nó phải ôn hòa và hoàn toàn phải nằm trong cái luật lệ, và luật lệ cho phép biểu tình thì phải cho phép biểu tình, còn cái này nó cấm mà nó lại hạn chế, nó làm đủ thứ chuyện, nó cứ lung tung hết. Và cái quân chủ của ở bên Thái Lan thì rõ ràng chúng ta thấy rồi, rất là nhiều các cái sự bất cập. Cái hình ảnh của nhà vua đó, như là hiện nay đó, là không được người dân tôn trọng giống như ông vua cha, bởi vì ông này thì có vẻ là ăn chơi nhiều quá đi, có lẽ là trác táng quá, có lẽ là những điều mà mình nói như vậy là nếu mà ở Thái Lan có lẽ là cũng sẽ bị xử phạt, không phải đơn giản có khi bị truy tố. Cho nên thôi mình cũng chỉ nói đến mức độ đó thôi, để mai mốt người ta không có cho mình đi qua bên Phuket hay đi đâu đó chơi thì cũng hơi kẹt. Và thôi tôi tạm dừng cái chương trình này tại đây và sẽ trở lại trong một chương trình khác. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.